Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 8 năm 2020, phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.